về ai đây? Nhiều mình á, chỉ biết cắm vào game thôi, nó game sống qua ngày, không có cơm luôn, chơi game sáng tối. Ok, chế rồi. Game sống qua ngày. Thì chúng ta sẽ chọn địa điểm này là... Mình chẳng là cái đinh gì luôn. Mình nói không được. Đi thiện đi thiện. Chuẩn bị bỏ mình đi theo mấy anh ở cái tòa bên kia đúng rồi. Phòng thí nghiệm luôn đi cho nó xa vời. Để chuẩn bị mình thôi. Mình đi theo cái con... Cái gì đấy? Cái con mấy anh ấy. Con tên là mấy mấy anh học khoa quản trị đơn vị vận hành bên kinh tế công dân. K62 ơi, bỏ nhỉ. Đồng đội ơi. K62 làm, đang làm tại quán cà phê bên tòa đối diện. Ngày nào yêu mình không phải ra, uống thử một cốc. Xem em nó còn xinh như hồi trước không? Chuẩn bị có sườn về đi theo con đấy. Đấy. Ôi dồi ôi, xung quanh người ta đều là đây. Trời ơi, kỳ thế. Thế thì còn gì bằng á? Anh bảo đêm mà. Thôi, stop. Anh càng nói em càng sai. Anh xin lỗi em đi. Kỳ thời, kỳ thời. Càng nói em càng sai. Anh xin lỗi em đi. Không này. Rồi. Khi mà mọi người đã tô xong cái nền như thế này rồi thì sẽ được một bức tranh rất là xinh luôn. Các bạn nhớ tô màu xong thì hãy để gọn đồ vào trong hộp nha. Đúng thời, nó sẽ chụp vào trong hộp. Mọi người ơi, mọi người đây chính là thành quả của mình nha. Thật ra bên ngoài con Hello Kitty này nó cũng màu trắng y vẻ này. Nên mình sẽ chỉ tập trung vào quần áo thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn mọi người ở các clip sau. Bye bye. So... gì vậy? Căng gì vậy? Căng gì vậy bạn? Ghê rồi, ghê rồi, ghê rồi, ghê rồi. Bắn nhau cho mặt áo luôn. Chúng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mai Hương. Thì mình chính là... Đâu đây? Kênh YouTube đây, mình là một cô bé rất là xinh đẹp. Mình năm nay 20 tuổi nha. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tô màu con này và nạp tiền vào quê mua sân thời trang. Thì cái đi mua sân thời trang. Và hôm nay mình sẽ sử dụng một màu này. Mình sẽ dạy vừa bên mình sẽ dạy các bạn cách để coi tiền, mình yêu nạp tiền vào cái đi sau thì sao nha. Đi đi. Các bạn ơi, theo dõi video của mình nha. Và cùng tô màu với mình luôn. Let's go. Mình sẽ kể cho các bạn nghe. Ngày xưa có một người tên là Tèo đã cho mình 50.000 nạp vào game. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình xin thêm 50.000 nữa, nó không cho ấy. Ừ. Xong rồi nó còn bảo cuối tháng có tiền. Cuối tháng có tiền cho xin thêm 500 nạp lên nhí. Ai có mơ của mình là nạp tiền khi mới xin thêm chân. Bà rồi nè. Tôi còn quẻ. Ê đồng đội ơi, đợi tí thật ra đi. Mà để tao một đỉnh đây. Mình sẽ tô hai của chú hoa này là một trước. Hai bên này mình cũng tô một hình luôn. Tốt rồi, mừng. Chúc mừng bé Thảo đi xin. Báo thủ đi cho người. À, cái mèo là được. Một tầm đấy mình một ha 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 ha. Chú voi này bình thường đã rất là cute rồi nên là mình chỉ nhập thêm một vài nét cho nó xinh xắn hơn thôi. Yêu xinh nhưng rồi, thiên thần mình sẽ tô mũi cho này một cái màu luôn nha. Nhưng thiên thần, nhưng thiên thần, yêu xinh nhưng thiên thần. Cái ra chú voi này là màu xám ấy. Nhưng mà trong màu của mình nó không có màu xám nên mình sẽ lấy màu xanh lá cây nha. Ê thương mại nhỉ. Để mày. Ê
chân cho cũng là màu hồng luôn. Ta chạy được bò. Mình sẽ xong đúng không? Đâu thì mình sẽ đập.